Điện Biên Phủ, mảnh đất đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son trói lọi với chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Với chiến thắng này, Việt Nam trở thành nước đi tiên phong trong phong trào giải phóng dân tộc, đấu tranh đánh đổ chủ nghĩa thực dân cũ, đồng thời góp phần làm thay đổi cục diện thế giới. 54 năm đã trôi qua, Điện Biên đang đổi thay từng ngày trong công cuộc phát triển kinh tế, sau đó giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới. Năm 2008, Điện Biên phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 11,5 đến 12% trở lên, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5%. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Điện Biên tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu, chăm sản xuất, hướng trọng tâm vào sản xuất nông lâm nghiệp, đảm bảo diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng. Thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án để phát triển nông nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chỉ đạo phát triển mạnh hơn nữa công nghiệp nhất là công nghiệp chế biến, đẩy mạnh việc xây dựng các nhà máy thủy điện và khai thác khoáng sản. Kinh tế phát triển ổn định, cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân địa phương được cải thiện đáng kể. Toàn tỉnh có 106 xã, phường, thị trấn, thì đến nay trên 90% số xã, phường, thị trấn đã có đường giao thông đến trung tâm xã, đường điện lưới quốc gia, mỗi xã có một điểm bưu điện văn hóa. hiện nay là cái tổng sản lượng lương thực của toàn huyện là chúng tôi đạt khoảng 74.000 tấn tập trung chủ yếu ở vùng lòng chảo là khoảng 4.000 hát và chúng tôi đã triển khai hai vụ án chắc chúng tôi đã sẽ phấn đấu từ nay đến 2010 là đưa cây vụ đông xen giữa vụ mùa và vụ chiêm xuân thành một cái vụ chính và chủ lực là cây đông tương Điện Biên cũng là tỉnh có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch, trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Đó là du lịch lịch sử với quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ. Các danh làm thắng cảnh như Động Pa Thơm, Hồ Pa Khoang, tất cả đang được đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị lịch sử nhằm phục vụ phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Điện Biên còn có tiềm năng phát triển du lịch văn hóa với 21 dân tộc anh em có một nền văn hóa đa dạng phong phú, hứa hẹn đem lại những khám phá thú vị cho du khách khi đặt chân tới mảnh đất này. Ngoài những cái danh lam thắng cảnh, những cái vùng đất di tích thì có những cái lễ hội truyền thống, có những cái văn chương, văn phong và đặc biệt là đối với nghệ thuật thì các cái chương trình, các cái nét âm nhạc, giai điệu rồi các cái điệu dân vũ của các dân tộc có thể nói là rất giàu bản sắc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nhưng không quên quá khứ. Các thế hệ người Điện Biên hôm nay đang hàng ngày gìn giữ, bảo tồn các giá trị lịch sử để con cháu mai sau có dịp nhìn nhận về một quá khứ hào hùng của ông cha. Dưới chân đồi A1, một bảo tàng lưu giữ những chứng tích của cuộc chiến tranh đã được xây dựng với 5 khu trưng bày, với 274 hiện vật và 122 bức tranh theo từng chủ đề, giúp du khách có dịp đến đây có thể hình dung được những gì đã diễn ra trên mảnh đất này. 54 năm, quá khứ đã lùi xa, điện biên hôm nay đang từng ngày vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, xây dựng một cuộc sống ấm no hạnh phúc để xứng đáng với lịch sử về một mảnh đất anh hùng.